Hòa Sơn xin chào bà con. Hôm nay Hòa Sơn sẽ giải đáp lỗi A7 của máy đo huyết áp cổ tay ôm rong. Thì đối với từng hãng khác nhau sẽ có những cái bảo lỗi riêng, và từng model của cái hãng đó sẽ có bảo lỗi riêng, ví dụ E1, E2, E3, E5, E7 đó. Thì Hòa Sơn có những video riêng, cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hòa Sơn vào số điện thoại bên dưới của tiêu đề nha. Và đây là lỗi E7, E7 của cái dòng cổ tay ôm rong như thế nào. Có nghĩa là khi đo mình di chuyển cái màn hình lên xuống quá nhiều, hoặc là khi đo mình nói chuyện thì nó sẽ báo lỗi E7. Là nếu mà xuất hiện cái chữ E7 trên màn hình thì chúng ta nên tháo ra, đeo đúng cái cách đo nha, cách cái cổ tay mình khoảng 2 cm nè đó. Rồi khi đo mình để cái đúng tư thế hình chữ V xuống như vậy nè ha, và khi đo không có dở lên dở xuống hoặc là không có nói chuyện. Rồi nếu mà vẫn xảy ra lỗi đó thì cả nhà mình có thể thử vài lần, và nếu vẫn xảy ra lỗi mình có thể gửi về hãng bảo hành nha. Và bên cạnh đó thì có những lỗi E khác Hoàng Sơn có cái cách xử lý riêng. Và bên cạnh đó cái dòng E7 nó lại liên quan đến một cái cảm biến độ cao của cái máy huyết áp so với cái nhịp tim mình, quá thấp hoặc quá cao. Thì đối với những dòng rẻ tiền có ôm rong á, dòng rẻ tiền hơn dòng này á, thì nó sẽ không có chức năng đó. Thì cả nhà mình nhớ chú ý đúng tư thế. Còn cái dòng này nó cao cấp hơn thì nó có cái cảnh báo ngay chỗ này. Cả nhà mình coi ha. Đó, bên đây nè. Nếu mà cả nhà thấy, nếu mà nó hiển thị cái trái tim ngay giữa là ok nè. Còn nó thêm một vạch nữa, hai vạch nữa, tức là mình để quá cao, hoặc là để thấp một vạch, hai vạch, tức là mình để quá thấp, thì mình sẽ hạ cái máy xuống hoặc nâng cao lên. Thì trong vòng 5 giây máy sẽ vẫn đo, nếu cả nhà mình cố tình vẫn để đúng cái vị trí sai đó nghe, thì có thể kết quả sẽ không chính xác. Cả nhà mình nên xem lại cái cách đo nghe. Rồi đây là lỗi A7 và liên quan đến vấn đề cảm biến cái cử động cổ tay hoặc là để quá cao quá thấp, Hoàng Sơn có giới thiệu thêm ở bên đây. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì cả nhà cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới tiêu đề để Hoàng Sơn có thể giải đáp thêm cho cả nhà mình. Tạm biệt, chúc bà con mình sức khỏe, hẹn gặp lại.